Shop phụ tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt xin được giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, nó là một cái bộ tay gen hay gọi là tay biên anh em ha. Cái loại này thì anh em cũng biết rồi, nó là tay của GF6. Đây, GF6 này. Đây ha. Cho anh em GF6 anh em ha. Đó. Thì cái loại này là nó có thể là anh em chúng ta ép cho cái quay thái, hoặc là quay thái 100, hoặc là dream thái, hoặc là dream luôn. Nói chung là các cái dòng gen đời đầu của lòng sắt nha anh em nha. Sắt thì đây. Thì bữa giờ mình không có giới thiệu cái loại này tại vì nó hết, không có hàng. Thì hôm nay là nó đã có lại rồi. Thì thực sự anh em là rất là mừng. Và nhiều anh em thợ hỏi mình lắm nhưng mà không có anh em. Đây này. Cái của nó nhìn rất là đẹp rồi, cái hình thức của nó nhìn cực kỳ tuyệt vời luôn anh em. Đó, con Rocket ha. Made in Thái Lan này anh em nhá. Honda. Made in Thái Lan này. Đấy anh em thấy không? Đấy, 6 made in Thái Lan này. Rất là đẹp. Thì cái loại này Đạt nghĩ là nhiều anh em thích này, tại vì đôi khi nhiều xe của anh em là cái này nó còn cái cây dây nó còn xài được, tuy nhiên là cái tay nó bị rơ, nó bị lắc, nó bị lột. Thì thành ra là mình có thể mình mua loại này về để mình sử dụng ha. Ép vô rất là ngon. Nhiều anh em chúng ta thấy cái dây nó còn ngon mà bỏ tiền mua cây dây khác hôm nay nó cũng chịu mấy. Thành ra là chúng ta có thể suy nghĩ về cái loại này ha. Cái loại này thì giá nó rất là tốt anh em. Nó có 660.000 một tay này thôi. Đây mình sẽ lấy cho anh em coi này. Thì trong một bộ này nó sẽ gồm có 3 chi tiết nha. Đây một bộ này nó sẽ gồm có 3 chi tiết. Đó. Thì một chi tiết đó là tay, một cái áp, một cái tay, một cái áp và một cái vòng bi ở trong này. Đây mình sẽ cắt ra cho anh em coi ha. Mình sẽ cắt ra cho anh em coi mẫu này. Đây. Đây kéo mình cắt trực tiếp ra cho anh em coi luôn ha. Để cho anh em chúng ta tham khảo luôn. Được, anh em ưng ý anh em mua. Thì cái loại này thì đa số là Đạt bán cho các anh em thợ là nhiều. Tại vì anh em thợ thì họ về họ sẵn nó ép cho khách luôn. Còn anh em mà dạng như anh em chơi thì nhiều lúc anh em mà biết đó thì anh em cũng có ngại. Nhưng mà nhiều người không biết thì rất là ngại luôn ha. Thì đây nè, một bộ nó sẽ có tới 3 chi tiết như vậy luôn. Một cái tay, một cái áp và một cái vòng bi. Rất là hay anh em. Thì cái áp này cực kỳ nặng luôn nha. Áp này là cực kỳ nặng luôn. Nó sẽ có số ở giữa này. Nó sẽ có số ở giữa cho anh em luôn nha. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ có cái số 2 ở giữa này. Đấy. Cái vòng bi nó này. Vẫn là cái tay nhá. Cái tay là quan trọng nhất này. Cái tay rất là quan trọng nha anh em. Nó sẽ có chữ ở đây. Đây. Rồi F6 anh em ha. Đó, sẽ có chữ ở đây. Nó mã đầy đủ cho anh em luôn. Thì chung là một bộ này thì anh em chúng ta không phải suy nghĩ đâu nè. Nó là hàng zin, hàng zin nhập cho nên là chất lượng của nó là cực kỳ cao luôn. Anh em chúng ta mua về là chỉ cần ráp vào là sử dụng thôi, không phải suy nghĩ bất kỳ cái điều gì hết. Cái này là bao anh em luôn, gắn vô là cực kỳ êm ái và nó chất lượng rất là êm, rất là êm mà nó rất là mướt máy nha. Thì những mà xe anh em chúng ta đang có bị cái tình trạng là cái dây nó bị lột, nó bị kêu, nó bị nói chung là nó đã quá tệ rồi, anh em có thể mua combo này về. Nếu gắn vô nha, một bộ combo tay gen. Đây, khi anh em gắn vào thì nó sẽ như vậy ha. Sẽ gắn mẫu cho anh em coi luôn này. Rất là dễ gắn anh em, không có gì khó hết á. Rồi anh em chỉ cần bỏ vào. Đúc vào như vậy. Xong. Thấy không? Rất đơn giản thôi, thì anh em chỉ cần đưa lại cho anh em thợ tiện, thợ ép. Lựa những người thợ có tay nghề cao một chút hay là ok. Đây, không có gì hết này. Đây, sẽ cho anh em coi combo nó này. Rất là đơn giản như vậy thôi anh em. Đó, nhưng mà rất là ok nha. Hàng chuẩn zin cho nên là anh em đừng phải không phải suy nghĩ đâu nè. Rất là tuyệt vời. Thì anh em chúng ta muốn mua thì có thể liên hệ với mình. Giá của nó là 660.000. Thì cái loại này là cái loại tay của F6 nha. Loại zin ngoài thị trường thì anh em gần như là không thể kiếm được đâu. Nó thật sự rất là khó để mà kiếm được cái này. Cho nên là nếu mà anh em chúng ta có muốn mua, có nhu cầu mua thì anh em có thể nhanh tay nha. Thì đạt hết hàng của nó cũng hơn nửa tháng rồi là không có hàng. Thì bây giờ mới có lại để và gửi cho anh em. Thì nếu mà anh em là chúng ta cần thì anh em có thể liên hệ với mình nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Đó, 660.000 một hộp như vậy. Thì anh em là chúng ta có lấy số lượng thì có thể liên hệ với mình nha. Đặc biệt là ưu tiên cho các anh em thợ tiện, thợ dên. Thì anh em chúng ta lấy về để chúng ta ép cho khách. Đó, một bộ này nha, bao anh em zin chuẩn nha.
không phải suy nghĩ bất kỳ một cái vấn đề nhé nha, mã mộc đầy đủ cho anh em hết để anh em yên tâm. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em là chúng ta có nhu cầu thể liên hệ với mình ở số điện thoại phía bên dưới này nha. Đó, thì hẹn nào những video tiếp theo, anh em là có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại của mình, cũng như là có vấn đề gì cần trao đổi thì có thể mình nhắn tin qua cho shop nha. Đó, cảm ơn quý anh em đã theo dõi video của shop Trần Đạt rất là nhiều. Nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể ấn đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video mới hơn. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Xin chào tất cả quý anh em.